Cô giáo xin chào tất cả các bé. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các bé cách tập đánh vần, học ghép vần với vần vờ. Bây giờ thì các bé hãy cùng hướng mắt lên màn hình để ghép vần cùng cô nhé. Vờ A. Vờ A va. Vờ A va sắc vá. Vờ A va huyền vá. Vờ A va hỏi vá. Vờ A va ngã vã. Vờ A va nặng vạ. Vờ A va. Vờ O. Vờ O vo. Vờ O vo sắc vó. Vờ O vo huyền vò. Vờ O vo hỏi vỏ. Vờ O vo ngã võ. Vờ O vo nặng võ. Vờ O vo. Vờ O. Vờ O vô. Vờ O vô sắc vố. Vờ O vô huyền vô. Vờ O vô hỏi vỗ. Vờ O vô ngã vỗ. Vờ O vô nặng vỗ. Vờ O vô. Vờ Ơ. Vờ Ơ vơ. Vờ Ơ vơ sắc vớ. Vờ Ơ vơ huyền vờ. Vờ Ơ vơ hỏi vở. Vờ Ơ vơ ngã vỡ. Vờ Ơ vơ nặng vỡ. Vờ Ơ vơ. Vờ E. Vờ E ve. Vờ E ve sắc vé. Vờ E ve huyền vé. Vờ E ve hỏi vẻ. Vờ E ve ngã vẽ. Vờ E ve nặng vẽ. Vờ E ve. Vờ E. Vờ E vê. Vờ E vê sắc vế. Vờ E vê huyền về.
V-E-V hỏi vẻ. V-E-V ngã vẽ. V-E-V nặng vẽ. V-E-V. V-I. V-I-V. V-I-V sắc ví. V-I-V huyền ví. V-I-V hỏi vỉ. V-I-V ngã vĩ. V-I-V nặng vị. V-I-V. V-U. V-U-V-U. V-U-V-U sắc vũ. V-U-V-U huyền vũ. V-U-V-U hỏi vũ. V-U-V-U ngã vũ. V-U-V-U nặng vũ. V-U-V-U. V-U. V-U-V-U. V-U-V-U sắc vũ. V-U-V-U huyền vũ. V-U-V-U hỏi vũ. V-U-V-U ngã vũ. V-U-V-U nặng vũ. V-U-V-U. V-I. V-I-V. V-I-V sắc ví. V-I-V huyền vị. V-I-V hỏi vị. V-I-V ngã vĩ. V-I-V nặng vị. V-I-V. Ngày hôm nay, cô đã giới thiệu cho các bé cách học ghép phần với chữ cái V. Các bé hãy nhớ like, share và subscribe kênh của cô nhé. Cô cảm ơn các bé nhiều. Hẹn gặp lại các bé ở bài học lần sau.